thanh đó sẽ được mến chào tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đang theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia với chủ đề đối loạn nhận thức an toàn trí nhớ và cảm xúc thưa quý vị chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe alo bác sĩ thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng tanakan và được phát sóng trên các nền tảng website fanpage youtube của sĩ com thưa quý vị khán thính giả thông mến suy giảm nhận thức nếu như người bệnh không nhận diện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến thiếu ổn định cảm xúc và khó kiểm soát hành động Nghiêm trọng hơn là chuyển thành chứng sa suốt trí tuệ trong tương lai. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, vậy thì rối loạn nhận thức là gì? Ai có nguy cơ gặp phải tình trạng này? Điều trị rối loạn nhận thức, bệnh nhân nên bắt đầu từ đâu? Chiết xuất cao bạch quả Ginkgo biloba EGb 761 hiệu quả ra sao trong điều trị rối loạn nhận thức? và tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp ngay sau đây qua phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ trần công thắng trưởng đơn vị trí nhớ và gia súc trí tuệ bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh phó trưởng bộ môn thần kinh trường đại học y dược thành phố hồ chí minh phó chủ tịch hội alzheimer việt nam dạ thành xin được kính chào tiến sĩ bác sĩ trần công thắng ạ à, xin chào bạn thành Rác. à, xin chào quý à, khán thính giả đang theo dõi chương trình alo bác sĩ À, và đầu tiên thì chắc có lẽ thành giáo xin phép nhờ bác sĩ thắng có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn rối loạn nhận thức là gì thường gặp ở những người nào độ tuổi từ bao nhiêu và cái triệu chứng điển hình thường gặp nào giúp nhận biết rằng cái tình trạng rối loạn nhận thức thưa bác sĩ thắng rối à, loạn nhận thức là một cái từ mà khi mà nghe sẽ khá là bối rối dạ do đó để hiểu rối loạn nhận thức là gì thì trước tiên chúng ta phải biết nhận thức là gì yeah. thì thật ra là nhận thức là một cái hoạt động mà giúp cho chúng ta uh, có những cái phản ứng phù hợp với môi trường sống xung quanh ví dụ như là chúng ta uh, thấy một cái việc nguy hiểm thì chúng ta sẽ có những hành động ví dụ như là uh, chạy trốn thì ẩn nấp cho nó phù hợp với hoạt động uh, cái môi trường uh, đang xảy ra cái sự việc đó thì như vậy cái nhận thức rất là đa dạng tuy nhiên để mà cho chúng ta hiểu thì người ta thường chia cái nhận thức đó, ra làm là năm nhóm nhóm thứ nhất là nói về cái sự tập trung chú ý tức là khả năng mà mình theo đuổi một công việc cái thứ hai là trí nhớ tức là mình nghe và mình nhớ để mình thực hiện được những cái việc đó cái thứ ba là ngôn ngữ ví dụ như tôi đây tôi nói chuyện tôi sử dụng từ ngữ cho nó phù hợp cái thứ tư là cái khả năng về um, lên kế hoạch và sắp xếp kế hoạch một cách là um, phù hợp và uh, cái uh, thứ năm là nó thuộc về cái uh, lĩnh vực là um, nhận thức xã hội tức là mình uh, um, có những cái biểu cảm có những cái uh, phù hợp với hoàn cảnh ví dụ như đi tới đám ma thì nó phải biểu cảm buồn hoặc là mình phải có những cái cảm xúc nó phù hợp cho những cái việc đang xảy ra thì đó là những cái hoạt động thuộc về nhận thức thì khi một người mà bị rối loạn nhận thức thì người ta sẽ bộc lộ những cái biểu hiện trái ngược với những hoạt động nhận thức bình thường ví dụ như bây giờ là họ giảm tập trung chú ý cho nên là người ta đang làm việc này thì người ta quên À, người ta bỏ qua bị khi một bị việc khác cắt ngang và cái điều này rất là nguy hiểm giả sử như một cái bà nội trợ bị giảm cái sự tập trung chú ý thì bà đang nấu nấu ăn chẳng hạn à, xong rồi đi ra đằng sau thấy nhà cửa phía sau dơ hoặc nóng quá đi vào tắm hoặc dọn dẹp nhà cửa phía sau phía trước bếp bắt đầu nó cháy à, có thể cháy nhà hoặc là uh, cái mà thường xuyên mà hay 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 được than phiền nhất của cái rối loạn nhận thức này là chứng hay quên à, tức là người ta dự định là trên đường đi về nhà ghé qua đổ xăng ghé qua cửa hàng mua đồ cho con tự nhiên người ta về nhà về nhà luôn là người ta không có làm chuyện đó mà nếu mà lâu lâu mới xảy ra thì không sao nhưng mà chuyện đó làm cho thường xuyên à, hoặc thậm chí là những cái cuộc gặp mặt à, hoặc là những cái công việc mới được trao đổi trước đó ngày hôm trước quên mất tiền à, dẫn đến là không tham dự những cuộc họp quan trọng À, cái rối loạn liên quan tới chức năng điều hành nó làm cho người này giảm khả năng sắp xếp công việc một cách hợp lý à, ví dụ như một người đang làm giữ vai trò lãnh đạo tự nhiên gần đây thấy rằng là mình không thể nào mà suy nghĩ công việc một cách rõ ràng rồi công việc của công ty nó bị rối loạn lên hết à, thì cái đó là bắt đầu giảm về những cái chức năng về mặt điều hành rồi một người giảm về mặt ngôn ngữ thì người này sẽ à, đôi khi đang nói chuyện cái quên mất từ để nói ví dụ muốn gọi cái tên cái caravat đi thì hay nói con con lấy cho bà cái 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 đó đó cái ấy cái để đeo đeo trên 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 cổ đó à, hoặc là tự nhiên tính tình thay đổi dễ giận dễ hờn sống thu rút một cách là nó vô cớ à, và người ta hay dùng cái từ gọi là già thì sinh tật à, đó thì tất cả những cái biểu hiện đó nó nằm trong cái mảng gọi là rối loạn nhận thức à, và cái việc rối loạn nhận thức này đó thì người ta thấy rằng là khi mà bắt đầu mà tham gia vô hoạt động sống mà khoảng tuổi 20 30 là bắt đầu là nó có những biểu hiện nhẹ nhẹ nhưng mà thường là đỉnh điểm là tới tuổi khoảng 40 thì nếu mà như mọi người có theo dõi cái câu chuyện nãy giờ tôi kể đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta đều có hình ảnh trong đó hết chúng ta quên cái việc dự định làm chúng ta quên đổ xăng chúng ta quên một cuộc hẹn, chúng ta đang nói cái từ này chúng ta bị quên, muốn gọi tên một cái người bạn mà lâu gặp chúng ta cũng quên vân vân. Thì những cái đó đó là nó hay xảy ra bắt đầu từ tuổi tầm khoảng 40 và nó sẽ nặng dần khoảng 50 và 60 thì đó là những cái uh, biểu hiện của rối loạn nhận thức và cái độ tuổi mà có thể xảy ra. Um, nhưng mà khi mà cái tuổi mà càng lớn thì cái rối loạn nhận thức này nó sẽ có xu hướng càng lúc càng nặng dần và nó có thể chuyển sang những cái dạng bệnh mức độ nặng hơn Dạ vâng, à, cảm ơn bác sĩ. Có thể nói là thành ra khỏi một câu rất là ngắn thôi là đối loạn nhận thức là gì và cái độ tuổi nào thường gặp triệu chứng ra sao. Nhưng mà tiến sĩ bác sĩ Trần Công Thắng đã giải thích một cách rất là rõ ràng cho chúng ta hiểu rõ hơn nhận thức là gì, rối loạn nhận thức ra sao và những cái đối tượng có thể gặp phải. Rõ ràng khi bác sĩ Thắng vừa đề cập thì có rất là nhiều đối tượng làm rất nhiều những cái lĩnh vực ngành nghề như là bà nội trợ rồi người lãnh đạo. À, vậy thì một câu hỏi được đặt ra là rối loạn nhận thức nếu như mà chúng ta không nhận diện và không điều trị kịp thời thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào thưa tiến sĩ bác sĩ trần công thắng thì thật sự á rối loạn nhận thức á nó là một cái mức độ nhẹ và gần như á những cái người mà bị rối loạn nhận thức á người ta vẫn cố gắng người ta tìm những cái phương pháp hỗ trợ để mà cái việc rối loạn nhận thức đó nó không có ảnh hưởng đến tính độc lập trong hoạt động sống hàng ngày thì cái mức độ đó người ta gọi là suy giảm nhận thức nhẹ uhm, khi mà cái tình trạng rối loạn nhận thức này á, mà nó nhiều thì lúc đó đó nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sống làm cho cái người bệnh là không có khả năng là giải quyết một cách độc lập như trước đây cần phải có người khác hỗ trợ ví dụ như một cái người mẹ làm nội trợ quên quá sử dụng tiền không hiệu quả cuối cùng một người con phải nghỉ để phụ mẹ mình làm công việc nhà thì lúc đó người đó bắt đầu chuyển từ rối loạn nhận thức sang sa sút trí tuệ thì người ta nhận thấy rằng là khoảng 25 phần trăm cái người mà rối loạn nhận thức sẽ chuyển sang sa sút trí tuệ và cái việc mà chuyển sang sa sút trí tuệ nó ảnh hưởng đến rất là nhiều trong cái hoạt động và sống cũng như là của bản thân người bệnh và của à, gia đình Ví dụ như khi mà sản xuất y tuệ á, thì cái người này á, bắt đầu là quên tìm không được những cái vật mà quan trọng ví dụ như căn cứ công dân hoặc là sổ hộ khẩu vân vân hoặc là một số tiền lớn gia đình cất xong để quên tìm không ra à, rồi sau đó bước ra khỏi nhà có thể bị đi lạc và gia đình phải đi tìm rất là cực khổ và tới giai đoạn nặng là người bệnh không săn sóc được bản thân ăn uống tiêu tiểu vệ sinh cá nhân đều phải cần phải có người hỗ trợ và ngoài bên cạnh cái việc mà ảnh hưởng tới bản thân thì những cái rối loạn hành vi của người bệnh ví dụ như tự nhiên xuất hiện cái hoang tưởng là bị mất cấp nên đổi thừa người này người kia trong gia đình mà lấy hoặc là hoang tưởng um, là bị hại um, hoặc là quên quá cái nói với hàng xóm là con tôi nó không cho tôi ăn, không cho tôi uống hoặc là sợ mất cấp cho nên là nửa đêm thức dậy kêu con, thức dậy uh, không có làm uh, uh, ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của người săn sóc rất là nhiều và cái điều đó nó làm cho tạo nên một gánh nặng cho gia đình và cho xã hội rất là nhiều. Đối với cái tình trạng là giai đoạn đầu là rối loạn nhận thức mà giai đoạn sau là sản xuất trí tuệ Dạ vâng, và ở phần vừa rồi thì thành Tháp nhấn mạnh một con số rất là đáng báo động mà bác sĩ Công Thắng vừa đề cập là 25% những người bị rối loạn nhận thức giai đoạn đầu có thể chuyển thành cái tình trạng là ra sa sút trí tuệ và cái vấn đề này thật ra mà nói rất là đáng quan ngại, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe nè, đến cuộc sống của người bệnh cũng là gia đình và xã hội. Vậy thì chúng ta khi mà điều trị cái tình trạng là rối loạn nhận thức nên bắt đầu từ đâu và hiện nay thì có những cái giải pháp, những cái biện pháp nào ứng dụng để mà điều trị cái tình trạng này thưa bác sĩ? Thì cái à, điều trị ngay từ giai đoạn mà rối loạn nhận thức rất là quan trọng ừ. bởi vì người ta thấy rằng là khoảng ba phần trăm những cái trường hợp mà những cái người mà bị rối loạn nhận thức có thể đảo ngược trở về cái hoạt động trở lại bình thường như trước đây minh mẫn như trước đây thì để đào để điều trị cái rối loạn nhận thức này á thì việc đầu tiên nhất á là cần phải phòng ngừa những cái yếu tố nguy cơ ừ, thì chúng ta biết rằng là não chúng ta đó hoạt động và sinh ra rất là nhiều sản phẩm mà nó gọi là những sản phẩm stress oxy hóa à, do đó mà nếu mà chúng ta càng à, để nó hoạt động quá mức dưới ảnh hưởng những cái yếu tố nguy cơ ví dụ như là chúng ta sắp xếp công việc quá nhiều stress mất ngủ hoặc là những cái người mà bị béo phì hút thuốc lá tăng huyết áp đái tháo đường à, hoặc là à, những người nghiện rượu và đặc biệt nếu mà giới trẻ đó là nghiện chất à, những cái chất ví dụ như liên quan đến ck ma túy như nói nhưng những cái khí cười dùng vào nó cũng ảnh hưởng đến các cái chu trình chuyển hóa trong não bộ và tất cả những cái đó nó đều làm tăng cái việc mà chết tế bào thần kinh nhanh hơn bình thường à, chính vì vậy cho nên để phòng ngừa những cái rối loạn nhận thức này á thì chúng ta phải có một lối sống khỏe mạnh à, bao gồm là chế độ ăn uống phù hợp à, điều trị hết những cái bệnh lý mà nó ảnh hưởng đến cái mạch máu não như cao huyết áp, đái tháo đường, tránh xa những cái uh, những cái chất mà gọi là những cái chất gây nghiện uh, và đặc biệt uh, là cần phải uh, tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Uh, thì những cái phương pháp mà tôi mới vừa trình bày uh, nó xếp vào cái nhóm là liệu pháp không dùng thuốc. Uh, còn khi mà uh, cái những cái triệu chứng này mà nó xuất hiện thì chúng ta có thể là được tư vấn những cái liệu pháp dùng thuốc để mà hỗ trợ cho nó hiệu quả hơn Dạ vâng à, Thưa bác sĩ nếu mà trước đây chúng ta nghĩ rằng cái tình trạng rối loạn nhận thức hay là nhớ nhớ quên quên này Chỉ thường gặp ở với cái người tuổi trung niên hoặc là người lớn tuổi thôi Nhưng mà thực trạng ngày nay thì rối loạn nhận thức dường như là có xu hướng ngày càng trẻ hóa hơn Vậy thì cái nguyên nhân do đâu dẫn đến cái tình trạng này đối với cái đối tượng là người trẻ thưa bác sĩ à, Đây là một cái điều mà gần như là à, chiếm tỷ lệ khá cao ở người trẻ đó là cái uh, rối loạn nhận thức mà đặc biệt là giảm tập trung chú ý và trí nhớ gần phần lớn á là hay xảy ra trên những cái người mà làm việc khá là nhiều um, do đó mà cái não bộ nó sẽ uh, sinh ra rất là nhiều các cái sản phẩm mà thoái hóa um, đồng thời rằng là uh, khi mà chúng ta làm việc nhiều uh, tối chúng ta ngủ không sâu chúng ta bị rối loạn lo âu và um, chúng ta lại không có thời gian để mà tập thể dục đó là chúng ta thiếu những cái hoạt động lành mạnh rồi đôi khi là trẻ mà phải tham gia vô những cái buổi tiệc tùng và thậm chí là vô tình là phạm phải những cái chất gây nghiện à, thì cái đó nó càng hại thêm và nó ảnh hưởng đến sự tập trung chú ý um, do đó mà chúng ta cần những cái lưu ý điểm này khi mà chúng ta bắt đầu có những biểu hiện hay quên Dạ vâng vậy thì để mà giúp người trẻ chúng ta tăng cường cái trí nhớ hơn thì người trẻ đầu tiên thì cần phải cái thay đổi lối sống ra sao, cần tránh những cái thói quen xấu như thế nào thì thanh giáo xin phép nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái vấn đề này à? Yeah. Nha thì uh, các cái phương pháp phòng ngừa người ta nói rất là rõ uh, thứ nhất là phải giữ cho não bộ khỏe mạnh bao gồm đầu tiên là thể dục thì cái liệu pháp thể dục mà tốt nhất đối với cái cải thiện trí nhớ và nhận thức đó là những cái thể dục mà nó mang cái tính chất là vận động, nó gọi là cardio đó. À, ví dụ như chạy bộ, đi bộ nhanh, nhảy aerobic, đạp xe đạp. À, thì cái thời tổng thời gian để mà tập thể dục người ta yêu cầu trung bình là khoảng là một tiếng rưỡi mỗi một tuần. À, cái thứ hai là về chế độ ăn uống thì chúng ta cần phải có chế độ ăn khỏe mạnh, nhiều rau, trái cây, cân bằng thịt cá và đặc biệt là chúng ta cần phải uống đủ nước, trung bình khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Và thứ ba là chế độ làm việc phải khoa học, chúng ta phải sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, có làm việc có nghỉ ngơi để tránh tình trạng là quá tải cho cái uh, hoạt động của não bộ. Đó là những cái điều cần thiết và một điều rất là quan trọng là chúng ta phải bảo vệ cái đầu của chúng ta. Uh, À, tránh chấn thương đầu. thì à, hiện nay là khi ra đường thì phần lớn là chúng ta có đội nón bảo hiểm. tuy nhiên thì gần đây thì à, giống như là cái 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 việc đội nón bảo hiểm nó à, nó bị à, hơi bị lơ là do đó mà mọi người cần phải biết là cái đầu của chúng ta à, bên trong nó rất là mỏng manh. cho nên chấn thương đầu, chấn thương sọ não xảy ra là chúng ta muốn quay trở lại như cũ cũng rất là khó khăn dạ vâng à, thành ra của xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ rất là cụ thể về cái lối sống như thế nào ở người trẻ chúng ta cần tập luyện ra sao ăn uống như thế nào à, đó là về cái cạnh mà bác sĩ vừa đề cập là chúng ta cần phải tập luyện thể lực như là chúng ta phải tập aerobic hoặc là cardio còn đối với cái bộ não chúng ta thì liệu rằng có cái bài tập nào dành cho nó hay không thưa bác sĩ đúng rồi thì thật ra đó cái cái não bộ chúng ta khi mà bắt đầu có những biểu hiện mà quên nhẹ nhẹ thường nhất là những cái việc gì mà chúng ta dự định làm hoặc chúng ta đang làm mà chúng ta quên á thì chúng ta cần phải gia tăng cái sự tập trung thì cái việc gia tăng sự tập trung á chúng ta cần lưu ý là gì tất cả mọi thứ chúng ta nên làm chậm lại chậm lại để chúng ta quan sát cho kỹ cái gì mà chúng ta muốn làm rời ra khỏi cái tay chúng ta chúng ta cần phải quan sát và đồng thời á là chúng ta cần phải suy nghĩ trong đầu tất cả những cái quy trình mà chúng ta cần phải làm để nhớ thì chúng ta cần phải học tập Tuy nhiên học tập không phải là học vẹt Mà chúng ta cần phải học dựa trên các cái mốc để mà chúng ta ghi nhớ tốt hơn Tôi lấy ví dụ như bây giờ chúng ta đọc một bài báo chúng ta thấy hay quá là Chiều tối chúng ta sẽ về kể cho người thân nghe Thì chúng ta phải xem đây là báo gì Nằm ở trang mấy Báo này nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu trang Có cái hình gì đi kèm theo À, đó thì tất cả những cái đó nó, nó sẽ làm cho chúng ta có những cái mốc để chúng ta ghi lại uh, lưu lại trong não để khi chúng ta cần nhớ cần nói chuyện thì chúng ta sẽ nhớ Dạ vâng, thưa bác sĩ ngoài cái vấn đề là người trẻ chúng ta cần phải có một cái lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao hợp lý, thay đổi chế độ sống, chế độ ăn và mình tập luyện một số những cái bài tập về trí não như bác sĩ vừa đề cập hoặc là chúng ta tránh xa những cái thói quen xấu ảnh hưởng đến cái bộ não, cái trí nhớ của mình. Vậy thì ngoài ra người trẻ có thể sử dụng các cái dược phẩm nào để mà hỗ trợ tăng cường khả năng bảo vệ hệ thần kinh hay không thưa bác sĩ? Thì cái việc mà um sử dụng các cái à, dược phẩm để mà điều trị cái suy giảm à, nhận thức rối loạn nhận thức á thì đối với người trẻ nó khác với người già người nhà chúng ta có thể sử dụng thuốc để phòng ngừa nhưng mà người trẻ thì chừng nào chúng ta có rối loạn thì chúng ta mới à, sử dụng thì khi mà có rối loạn chức năng nhận thức thì hiện nay đó thì có rất là nhiều các cái à, dược phẩm có thể điều trị cái tình trạng rối loạn chức năng nhận thức. Chúng ta có thể thấy trên à, các cái cửa hàng à, dược hoặc là à, các nhà thuốc thì à, chúng ta có thể thấy Ginkgo Biloba, chúng ta có thể thấy à, Piracetam, chúng ta có thể thấy Citicoline rất là nhiều. Tuy nhiên, cái à, minh chứng hiện nay khá tốt là cái vai trò của Ginkgo Biloba EGb 761. Đây là một cái sản phẩm mà nó được chiết xuất từ cái à, lá của cây bạch quả. À, nó được à, nghiên cứu từ rất là lâu và các cái nghiên cứu mà bắt đầu từ khoảng năm 2000 2000 cho tới năm 2011 á. Nó cho thấy rằng là những cái à, sản phẩm này á nó có giá trị trong việc cải thiện chức năng nhận thức. Và những nghiên cứu mới về sau khoảng từ năm 2000 tới năm 2020 á, thì người ta nhận thấy rằng là bên cạnh cải thiện chức năng nhận thức thì cái Zinco Biluba EGB 761 nó còn góp phần cải thiện những cái triệu chứng mà hay đi kèm của rối loạn nhận thức đó là rối loạn giấc ngủ hoặc là thay đổi về tính tình à, hoặc là lo âu trầm cảm thì nó cũng góp phần cải thiện những cái chức năng nhận thức này thông qua các nghiên cứu mà được báo cáo thời gian gần về sau này. Dạ, thưa bác sĩ vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập về cái công dụng của Ginkgo Biloba EGB 7 số 1 thì nhân đây Thanh ra cũng xin phép nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái công dụng hỗ trợ tăng cường trí nhớ của cao bạch quả Ginkgo Biloba EGB 7 số 1 thì khác với những cái loại chiết xuất lá Ginkgo khác nhau như thế nào thưa bác sĩ? À, thì thật ra trên thế giới đó, khi người ta nghiên cứu về Ginkgo thì người ta đều sử dụng Ginkgo Biloba EGB 7 số 1 dạ. À, và à, các cái công bố về sự cải thiện của cái nhóm thuốc mà Ginkgo đều dựa trên nền tảng của EGB 761. À, vậy thì khác nhau giữa cái gọi là Ginkgo biloba EGB 761 với những cái à, chiết xuất mà từ cái lá cây bạch quả khác như thế nào thì chúng ta cần phải quay lại cái à, cái quy trình sản xuất cũng như chiết xuất của cái trăm sáu EGB 761 thì tôi cũng có một cái may mắn là tôi được, được tham quan một cái nông trường mà người ta trồng cái lá cây bạch quả để mà chiết xuất ra cái EGB 761 thì cái nông trường mà chuyên á thì là người ta là đơn canh người ta không có sen canh bất cứ một cái loại cây gì hết và chính vì vậy cho nên là người ta sẽ chủ động trong việc tưới và chăm sóc à, kế đến là cái lá của cái cây bạch quả mà ở những nông trường này á, sẽ được là thu hoạch vào những cái mùa nào mà đảm bảo được cái nồng độ cái cái dược chất là tốt nhất và sau khi mà được thu hoạch rồi thì những cái lá này á, sẽ được đưa vào những cái công nghệ mà bào chế để mà lọc bỏ những cái độc chất có thể uh, còn tồn tại bên trong những cái sản phẩm này ví dụ tôi lấy ví dụ như cái acid zincolic quy định là nồng độ là nó phải dưới 5 mà uh, gọi là microgram uh, uh, phần trăm uh, tức là nồng độ này rất là thấp và uh, thì nó mới đảm bảo là không có ảnh hưởng đến sức khỏe uh, như vậy nếu mà chúng ta đã chọn lựa sử dụng zincobiloba uh, thì chúng ta nên xem nó có phải là Ginkgo Biloba EGB 7 số 1 hay không để chúng ta đảm bảo là chúng ta được những sản phẩm mà dược chất tốt nhất để mà hỗ trợ cái tình trạng rối loạn nhận thức của chúng ta còn những cái sản phẩm khác thì thật sự thì tôi không biết là cái quy trình nó như thế nào nhưng mà nếu mà người ta đảm bảo được những quy trình này theo như cái việc mà đăng ký với lại cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta có thể sử dụng À, còn à, nếu mà chúng ta không rõ thì à, chúng ta nên chọn cái gọi là P3 EZB 7 số 1 thì nó sẽ an toàn cho bản thân của chúng ta của và của người thân của chúng ta dạ và cũng không biết rằng hiện tại thì đã có những cái nghiên cứu nào <laughs> mà chứng minh về tính hiệu quả an toàn cũng như là khả năng ứng dụng của bạch quả Ginkgo biloba EGB 7 số 1 trong điều trị rối loạn nhận thức hay chưa. Xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn phần này cho tất cả quý vị khán giả chúng ta yên tâm hơn nếu mà sử dụng một số loại thực phẩm mà có cái chiết xuất này thưa bác sĩ. Ừ, thì thật ra như lúc nãy tôi cũng có nói rồi dạ. thì các cái nghiên cứu về cái tính hiệu quả của EGB 7 số 1 trên cái rối loạn nhận thức đã được tiến hành nhiều vào những năm 1985 87 cho tới năm 2011 và những cái hiệu quả của nó trên các cái cải thiện hoạt động về hành vi tâm thần thì vào những cái năm 2015 tới năm 2020 à, và uh, đặc biệt á, là Ginkgo biliba egb bảy số 1 nó có một cái theo dõi uh, kéo dài trên 20 năm về cái tác dụng phụ của thuốc và người ta nhận thấy rằng là nó gần như là không có cái tác dụng phụ nào mà đáng kể trừ những cái trường hợp mà những người nhạy cảm với các cái thành phần của thuốc ngoài ra thì không có những cái tác dụng phụ gì mà ấy làm cho phải ngưng thuốc khi mà sử dụng lâu dài trên người bệnh Dạ vâng. À, thưa bác sĩ Thắng, một trong những cái vấn đề lo sợ của người bệnh và thân nhân đó là hiệu quả và tính an toàn nếu mà bệnh nhân chúng ta sử dụng lâu dài. Vậy thì đối với Zingopiloba số 761 thì người bệnh có thể sử dụng trong bao lâu? Chúng ta có cần lưu ý gì khi mà dùng Zingopiloba số 761 lâu dài hay không thưa bác sĩ? Um, thì uh, dựa vào cái nghiên cứu mà như tôi cũng đã trình bày là nghiên cứu kéo dài 20 năm. Yeah. Thì cái uh, Zingopiloba là gần như không có tác dụng phụ nếu mà ngay từ ban đầu cái người bệnh dùng không có bị những cái nhạy cảm với các thành phần của thuốc thì những người mà nhạy cảm với các cái thành phần của thuốc á họ có thể có khó chịu về đường tiêu hóa đầy bụng khó tiêu hoặc là có những cái uh, nổi uh, dị ứng ngứa trên da uh, tuy nhiên những tác dụng phụ này á phải nói rằng là, là rất là ít gặp và nó liên quan đến sự nhạy cảm với thuốc của từng cá nhân chứ không phải là tác dụng phụ chính của cái sản phẩm này à, bằng chứng là những cái nghiên cứu kéo dài trên 20 năm nó cũng không ghi nhận cái tác dụng phụ đáng kể trên cái nhóm thuốc này dạ vâng cảm ơn bác sĩ thưa quý vị và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại thanh đáp hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ về chủ đề đối loạn nhận thức trong chương trình ngày hôm nay qua phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ trần công thắng sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn hiểu rõ thêm về căn bệnh này mở ra hướng điều trị đúng và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bệnh nhân và một lần nữa thanh đáp xin thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả cũng như là những người thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn à, tiến sĩ bác sĩ trần công thắng ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình và đem lại những thông tin vô cùng hữu ích trong số phát sóng này yeah. À, xin cảm ơn quý khán thính giả đã tham gia chương trình nói chuyện về cái rối loạn nhận thức ngày hôm nay đây là những cái thông tin mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều phải cần nắm rõ để mà bảo vệ các cái chức năng từ trí nhớ cho tới các hoạt động nhận thức khác cho bản thân mình và cho người thân của mình uh, trong hiện tại và trong tương lai Xin chúc quý khán thính giả có sức khỏe về trí nhớ và tinh thần ngày càng tốt. Xin cảm ơn. Dạ. Và thanh ráp của xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Tanakan đã đồng hành cùng với Alo Bác sĩ trong số phát sóng ngày hôm nay. Còn bây giờ thanh ráp cùng với tiến sĩ bác sĩ Trần Công Thắng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số chương trình tiếp theo. Dạ, xin chào.